hướng dẫn đăng ký mua thẻ Premium Family Care. Nhập thông tin cá nhân. Nhập mã giới thiệu nếu có. Tích vào ô đồng ý điều khoản, bấm đặt mua. Xác nhận thông tin. Quét mã QR để thanh toán. Thông tin thẻ sẽ được gửi qua số điện thoại đã đăng ký. Lấy thông tin đăng nhập trong tin nhắn. Hướng dẫn thêm người dùng thẻ tại medon.vn. Đăng nhập Premium Family Care. Nhập thông tin người thân. Bấm xác nhận.